Em chót cầm nhầm hòm công đức, giờ có làm sao không anh? Sao hôm nay ông đặt câu hỏi mà tôi lại nghĩ đến thầy ông nội luôn nhỉ? Chắc có lẽ nó liên quan đến chùa. Tôi cứ thấy nó sai sai thế nào ấy. Ông vào chùa là cái nơi linh thiêng thì tâm hồn phải thanh tịnh. Chứ mà vào thì cứ mắt như mắt quạ và trùng lợn, như mắt cú vọ, trông liếc chỗ nọ liếc chỗ kia. Nhìn thấy cái hòm công đức thì lại bê cả cái hòm công đức đi như vậy. Thì không được rồi, vụ này không cứu được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc ông bê cái hòm công đức như vậy nó cấu thành cái tội trộm cắp tài sản. Tội trộm cắp tài sản quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự. Mà cái khung hình phạt nhẹ nhất của nó là 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp mà cái số lượng tiền trong hòm công đức nó từ 2 triệu đến dưới 50 triệu thì bị khởi tố về tội này. Tức là cái tội trộm cắp tài sản, tức là có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác. Mà nếu mà cái hòm công đức này cái số lượng tiền nó càng lớn thì cái khung hình phạt nó càng cao. Thế cho nên là bạn vào chùa thì bạn phải cho tâm hồn nó thanh tịnh. Vào chùa mà tâm hồn rượu thịt với tư tưởng lúc nào cũng thích đủ thứ như vậy thì không được rồi. Còn cái trường hợp mà bê tài sản của chùa hay là bê cái hòm công đức thì bị khởi tố chắc luôn. Cho nên ở đâu cũng vậy, làm gì cũng vậy, trước khi làm thì phải nghĩ. Có thể bạn chưa làm nhưng mà trong tư tưởng bạn đã có cái ý định như vậy. Có thời cơ thì nó sẽ phát biến thành hành động. Cho nên nói với bạn là phải từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Không có thì dính lên pháp luật. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi.